Nói gì hiểu gì. Chéo. Mời bé đầu tiên vào đây tôi chấm. Xin chào ban giám khảo, em số báo danh 001 đến từ 12. Đến với kỳ thi lần này, em hy vọng sẽ mang lại điểm số cao cho người sản xuất ra em. Ủa, che che giống giống gì vậy? Dạ cái thằng mà nó sản xuất ra em á, nó quên ghi số báo danh. Đề quá dễ. Nhưng mà thiếu thiếu gì không ta? Không sao đâu. Không điểm, ăn cơm cũng quên thôi mà cái số báo danh còn quên nữa. Dạ thầy, cho em một lần nữa thầy. Đi ngoài. Nhìn cũng bình thường. 5 điểm. Thấy. Gì vậy? Ký hiệu vậy? Tin tôi đưa lên hội đồng luôn. Không phải thầy, cái này là em có học thêm thầy á thầy. Rồi, vô trong đi. Dạ. Bài này tốt nè, 10 điểm. Yes. Ok. Nhưng mà thiếu thiếu gì không ta? Không sao đâu. Gian lận, mai tôi cấm thi cái thằng sản xuất em luôn. Không được. Tôi em có tổng cộng bao nhiêu trang vậy? Thì thầy lột ra đi rồi biết. Trời ơi, giỏi quá, này chắc là chuyên văn nè, để thầy cho 10 điểm nha. Dạ, cảm ơn thầy. Ủa thầy, sao đề bài kia là phân tích tâm lý vợ chàng mà nó phân tích lão hạt? Sao lúc tay sẽ ra sao? Lại về, không điểm. Ủa gì ớt nhẹp vậy em? Thầy thông cảm, chủ em nó vừa làm bài vừa khóc. Ta còn lại gì không cho sao vỡ. Chàng ơi là chàng bỏ nhà bò. Ủa sao em bị ướt mảng đó vậy? Tại chủ của em nó ngủ gục trong giờ thi nên bị trễ ke á thầy. Bộ em bị ghẻ hát lào thì sao em nhìn thấy ghê quá vậy? Dạ, do thằng sản xuất em viết chữ xấu vậy nó bôi xóa luôn ra thầy. Không điểm. Ê, đừng mà. Vì hai bài giống nhau vậy? À, copy bài đúng không? À, mày copy tao cái gì? Cái thằng mà sản xuất ra tao tự lập rõ ràng. Mày, bản copy của tao thì có á. Mày copy. Cũng là tờ giấy với nhau mà sao phân biệt nhau vậy? Bây giờ tao có cách giải quyết vậy. Giờ hai mày quýnh lộn, riêng nào thắng tao cho 10 điểm.